Ta sắp thành công rồi, ta sắp thành công rồi. Được rồi, kích hoạt thôi nào. Cuối cùng cánh cổng quay về quá khứ của ta cũng thành công rồi. Cuối cùng cũng đã đến được quá khứ rồi. Bây giờ đi săn bắt khủng long thôi nào. Con khủng long kia ta sẽ bắt mày. Người này sẽ là do ta khống chế. Đó, ê, có kẻ tấn công, có kẻ đột nhập. Tên đó tên nào vậy mà sao hắn mạnh thế? Anh đang tấn công khủng long của chúng ta kìa. Con khủng long mà ta nuôi, ta cưng nhất mà ngươi dám bắn nó sao? Ngươi phải trả giá. Ngươi là người đồng sao? Ta là thổ dân của nơi này. Ngươi vừa đụng tới con thú cưng của ta rồi, giờ ngươi phải trả giá. Ồ, vậy là nó có tác dụng cho mình rồi. Mình không cần phải đi bắt khủng long nữa. Bây giờ ta sẽ cho ngươi chết, không nói nhiều nữa. Được rồi, bây giờ ta sẽ đặt tên cho ngươi là Ca Ca Bắt Tỏ. Ta sẽ tận dụng ngươi để bắt những con khủng long ở đây. Được rồi, bây giờ bắt đầu kế hoạch bắt khủng long thôi nào. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Sori TV đẹp trai 12 cá tính nè các bạn ơi. Chúc các bạn một năm mới vui 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 vẻ. Yeah, trời ơi, ngày hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi. Thì nhớ là các bạn ơi, năm sau các bạn phải học hành thiệt là giỏi và đăng ký cho kênh Sori TV của mình lên 1 triệu sub nha các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trời ơi, mình cũng phải gọi là qua để coi mọi người trong làng xin tốt tết tới nơi rồi mọi người sao các bạn ơi. Khủng long đây. Khủng long gì mà kỳ kỳ, nó biết nói chuyện mà nó còn lùng tịt vậy ta. Khủng long đây. Hai cái người này tết năm mới tới sắp tới rồi mà còn cho người ta nữa, kỳ cục thiệt kìa. Trời ơi, bị chơi rồi. Ủa sao hôm nay cái giọng khóc của mình nó lạ quá vậy? Ủa, mình khóc nhưng mà sao tự nhiên nghe cái giọng của ai vậy ta? Ủa, từ từ, mình nghe nó phát ra ở nhà tôi. Ủa, đúng rồi các bạn ơi, giọng của ai nè? Ui, ai vậy? Bạn ơi, bạn là ai vậy? Bạn bị gì bạn khóc đi. Cái ca mất rồi, trời đất ơi các bạn ơi. Cái con quái quỷ này nè. Buồn quá đi. Nó không có tấn công mình các bạn ơi, con đó là con ca ca mất rồi. Một cái con gọi là kinh dị bên từ Mini World mà. Ủa sao ngày hôm nay nó hiền quá vậy các bạn? Cho tôi hỏi là có chuyện gì mà bạn khóc vậy? Cậu đừng có sợ tôi nữa, tôi không có đáng sợ như cậu nghĩ đâu. Ui các bạn ơi, các bạn nhìn vô mắt của Kaka mắt đỏ kìa các bạn. Nó không còn là bị chảy máu nữa mà nó đổi qua là nước mắt rồi. Tôi đây có chuyện buồn, bạn ơi giúp tôi được không? Giúp sao các bạn ơi, mà các bạn có nghĩ mình nên giúp không? Sắp tới Tết rồi mà mình không lo chuẩn bị nhà cửa, bây giờ mình phải đi giúp người này người kia. Tôi muốn biến lại thành con người để đi ăn Tết chung với gia đình của tôi. Cái gì? Biến hành con người sao? Đúng rồi, tôi bị ông tiến sĩ biến lại, biến như vậy để gọi là đi săn bắt khủng long cho ổng. Đúng rồi, ban đầu tôi chỉ là ca ca thôi, tôi là người thổ dân. Ôi trời ơi các bạn ơi, ông tiến sĩ là ông ác độc quá vậy. Trời ơi, nhưng mà mục đích công tiến sĩ biến cậu trở thành một con ca ca mất đỏ kinh dị để làm cái gì vậy? Để bắt khủng long cho ổng, để ông nghiên cứu khủng long. Cái gì, nghiên cứu khủng long sao? Ôi sao đi, nó chạy đi. Ê, cái gì vậy? Không có đâu. Vậy là nãy giờ bạn lừa tôi đó hả? Không có lừa. Trời ơi, nó trên mạng đầy ra mà. Vậy là bây giờ bạn lừa tôi sẽ không giúp cho bạn đâu. Không có lừa đâu, giúp tôi đi, tôi nói thiệt. Thôi, bạn lừa tôi rồi, bạn đi ra đi. Nếu như bạn mà không giúp tôi hả, tôi sẽ biến người bạn của bạn thành mắt cá ca mắt đỏ. Bạn muốn tôi giúp mà bạn làm như vậy sao? Đồ đáng ghét. Thôi hết chắc rồi, giờ bạn phải giúp tôi không là bạn đừng có hối hận đó. Cái gì các bạn ơi, đồ đáng ghét, các ca mất nọ. Các bạn ơi, các ca mất nọ đã lợi dụng Nami mà. Rồi đã biến Nami trở thành cái đó mà yêu cầu mình phải giúp đi tìm ông tiến sĩ để biến cậu ấy trở thành người các bạn ơi. Trời ơi, sao vừa làm người tốt mà vừa làm người xấu vậy trời. Các bạn ơi, hình như là phòng thí nghiệm này đúng không các bạn? Đúng rồi, hình như cái căn phòng thí nghiệm này là chuyên gia đi gọi là bắt những cái sinh vật lạ mà thí nghiệm nè. Mình đã biết được mấy vụ rồi, từ Chainsaw Man rồi Chu Chu Chalet, rất là nhiều vụ luôn. Tới ngày hôm nay nhà phòng thí nghiệm này vẫn bắt một thổ dân, một thực thể mới, đó chính là Kaka Mắt Đỏ. Được rồi, bây giờ mình phải giúp cho Kaka Mắt Đỏ để cho Kaka Mắt Đỏ trở biến lại Nami trở lại bình thường các bạn ơi. Có ai ở đây không? Ủa các bạn ơi, sao phòng thí nghiệm ngày hôm nay nhìn như bỏ hoang vậy các bạn? Chả thấy một bóng người nào hết trơn ấy. Có ai không vậy? Ủa, không có một bóng người nào luôn á. Ui,
của dạng máy tính nè. Ôi, một cánh cổng. Ê, các bạn ơi, hình như nãy Kaka Bắt Đỏ nói anh ấy là từ một cánh cổng quá khứ đi lên đây đúng không? Hay là chính cánh cổng này đó để cho anh ấy thoát ra đúng không các bạn? Có thể là bây giờ ông tiến sĩ ông ta đã đi vô trong đây cùng với tất cả những nhân viên ông ấy rồi. Bây giờ mình phải đi về quá khứ để mình coi mình phải tìm ra được cái thứ gì đó để biến cho Kaka Bắt Đỏ trở lại bình thường các bạn ơi. Được rồi, đi thế nào, let's go. Các bạn ơi, hình như mình đã đến với thế giới khủng long hay sao rồi các bạn ơi. Ui, đây là một cái thế giới rộng lớn như thế này sao? Nơi đây là nơi mà gọi là anh Kaka Mắt Đỏ đã sống sao các bạn? Ui, nhìn nó cổ xưa quá đi anh, nhìn nó không có giống như thành phố của mình luôn các bạn ơi, nhìn nè. Ui, rừng núi đồ cao ơi là cao luôn. Ui, vậy nhưng mà bây giờ mình muốn đi tìm ông tiến sĩ nó nằm ở đâu đây các bạn? Thôi bây giờ để mình đi qua cái cầu các bạn ơi, trời đất ơi. Ủa, sao tự nhiên mình nghe tiếng khừ khừ đâu ra vậy trời? Trời đất ơi, con khủng long kìa, trời đất ơi. Đừng có kéo tao mà tao đâu. Ôi, nó đang gần mình các bạn ơi. Lẹ, trời đất ơi, về quá khứ mà gặp khủng long nữa. Ở đâu rồi, nó đâu rồi? Ôi, nó kìa các bạn ơi, bây giờ mình phải làm sao đây? Thoát kìa, cái đó là con khủng long gì vậy trời? Đáng ghét, đừng có ăn hết tao mà. Trời đất ơi, đâu rồi? Trời mới đi qua thế giới này thôi mà hay áp lực đó các bạn ơi. Không hiểu sao mà anh Kaka Mắt Đỏ có thể sinh sống và làm việc ở đây luôn ấy. Ê, khu rừng nè. Ở đây kia có một cái lồng to dữ vậy. Ở đâu ra cái đó chứ các bạn ơi? Cái đó là binh đoàn của ông tiến sĩ mà. Hồi bay phải ở đây canh khủng long cho tao. Mất một con nào là tao xử từng đứa đó. Ui, vậy là ông ta gọi là đang nghiên cứu khủng long thật sự luôn ấy. Nhưng mà bây giờ làm sao đây trời? Nhưng mà còn Kaka Mắt Đỏ nữa, không biết là sáng giờ nó đâu rồi. Kaka Mắt Đỏ, ôi, ông ta đang tìm Kaka Mắt Đỏ kìa các bạn ơi. Hay là bây giờ mình lại nói chuyện với ông ta thử xem. Ông tiến sĩ kìa, ông tiến sĩ. Người là ai? Sao người có thể đến được đây? Đây là quá khứ mà. Tôi biết đây là quá khứ. Tôi biết tôi đang gọi là xâm phạm, gọi là phạm vi của ông. Nhưng mà ông có thể làm chuyện này giúp cho tôi được không ạ? Ông hãy biến cho Kaka Mắt Đỏ trở lại bình thường đi. Tại vì anh ấy đang rất là buồn đó. Cái gì? Mày biết Kaka Mắt Đỏ đang ở đâu sao? Chỉ là nó thoát rồi đó. Bây giờ mày chỉ chỗ cho tao. Tao muốn bắt nó lại. Ê, không được. Không được đâu. Anh ấy đang muốn biến thành người. Tại sao ông lại biến anh ấy trở thành một con gọi là Kaka Mắt Đỏ, một thổ dân kinh dị vậy? Tại vì nó có ích cho tao. Nó giúp tao bắt được rất nhiều khủng long. Ê, trời ơi, nhưng mà làm những chuyện này nó là phi pháp, ông có biết không hả? Không, tao không thấy phạm pháp gì cả. Mày biết vị trí Kaka Mắt Đỏ thì đưa cho tao. Không thôi thì đừng có trách. Chết rồi các bạn ơi. Không, tôi sẽ không đưa cho ông đâu. Đồ điên. Vậy là mày chọn cái chết à? Được rồi, tụi bay sống lên. Ôi, chết rồi các bạn ơi. Ê, bọn chúng đang tấn công mình. Chết rồi. Ê, chạy. Trời ơi, bọn lính đang ghét nè, bọn chúng đang ngược mình kìa. Các bạn ơi, mình phải lừa tính lính này các bạn ơi. Bọn chúng mạnh quá đi à. Bọn chúng đều là lính đặc nhiệm không á. Ê, chà. Ôi, được rồi, các bạn ơi, chạy. Ê, bây giờ mình phải lấy cái vũ khí đã biến em thổ dân trở thành anh Kaka Mắt Đỏ các bạn ơi, nhanh lên các bạn ơi. Các bạn ơi, mình đã gặp tên tiến sĩ kia rồi. Tên tiến sĩ kia. Bây giờ ông hãy dừng lại mọi chuyện xấu xa của ông đi. Ông hãy biến anh Kaka Mắt Đỏ trở lại bình thường đi. Tao sẽ không bao giờ để chuyện này ra đâu. Tao sẽ khiến cho một hối hận với những gì bọn mày đã làm. Cái gì? Ê, ông nói gì vậy? Trời, ở đâu ra tiếng bước chân đùng và tiếng động đất đâu ra vậy? À, con gì vậy? Các bạn ơi, cái con quái vật gì đằng kia kìa? Đây chính là khủng long bảo chúa. Nhưng mà ta đã làm nó thêm có nhiều vũ khí hạt nhân hơn. Cái gì? Nó sẽ trở thành bá chủ nơi này. Trời ơi, ông bị khùng rồi. Trời đất ơi, bây giờ nó bị sức mạnh của nó. Ê, ghê quá các bạn ơi. Bây giờ phải làm sao đây? Trời ơi, chết rồi các bạn ơi, nó đang tiến lên chân của mình. Làm ơn đi, tha cho tao đi mà, ghê quá các bạn ơi. Chạy. Chết rồi, hết đường đi rồi. Tha cho tao đi mà. Đúng lại đi. Đây không phải là người xấu. Tôi đi về đi. Kaka Mắt Đỏ nói chuyện với con tiêu đấy các bạn ơi. Ui, ui, anh Kaka Mắt Đỏ, anh đã hừng phục được nó luôn rồi sao? Ai, đúng vậy, con khủng long đó thật là tội nghiệp quá đi. Ai, nó đã bị thí nghiệm mà giờ anh không muốn ở trong bệnh viện nữa, anh muốn trở lại thành một thổ dân bình thường. Trời, em cũng không thể nào giúp được anh nữa. Tại vì tên tiến sĩ đó khó đụng hắn ta quá đi. Hắn ta có rất là nhiều vệ sĩ xung quanh. Hay là bây giờ tụi mình bằng cách nào tụi mình lừa hắn ta đi. Bây giờ em sẽ làm mọi nhữ và anh sẽ là người kết liễu hắn ta nha. Vậy cũng được. Rồi bây giờ trước mặt chúng ta là hắn kìa anh ơi. Bây giờ anh tụi mình cùng chia nhau thì tụi mình làm nhiệm vụ nha. Được rồi, tên tiến sĩ kìa, ta đã
rồi tao sẽ biến mày thành thằng nhóc con mắt đỏ. Trời đất ơi, anh ơi, cho ta, cứ chết đi đây. Cố lên anh ơi, em ta nó sẽ làm được. Anh ơi, nhanh lên anh ơi, tấn công anh tấn đây. Chết đây. Hay lắm anh ơi. Chết đây. Hắn ta đã chết rồi. Ui, hình như đây chỉ là cây súng mà hắn ta đã gọi là để biến anh trở lại rồi nè. Đâu, biến anh trở lại đi. Được rồi, anh đã sẵn sàng cho anh KK mắt đỏ. Sẵn sàng rồi. Thôi, chết. Ui, anh đã trở lại một con người bình thường rồi nè. Cảm ơn em rất nhiều. Ôi, anh đi về nhà anh đây. Ê, cảm ơn em nhiều lắm. Anh ơi. Còn bạn của em thì sao? Đâu, cái anh được quá giải lời nguyền xong thì anh đã mất hết năng lực rồi. Nên bạn em sẽ từ từ hồi phục thôi. Để được quá giải thôi. Wow, thôi vậy tạm biệt anh nghe. Bye bye anh. Tạm biệt. Ôi các bạn ơi, mình đã mới vừa giúp đỡ KK mắt đỏ trở lại bình thường đó các bạn ơi. Thôi chắc là video này cũng kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video này nghe. Còn bây giờ thì bye bye. Chúc các bạn một ngày tốt lành.